thì nãy giờ Phương vào phố Ipoh ha. Thì bây giờ Phương sẽ qua bên chùa ở Satawa nữa cả nhà, khu vực Berak, chùa Đại Bắc Công. Thì người qua bên đây gọi là Ta Bỏ Cung á, Ta Bỏ Cung Meo ở Satawa Berak. Bây giờ cả nhà cùng tiếp tục hành trình đi với Phương nha. Đi từ hồi 11 giờ rưỡi đến giờ là 3 tiếng đồng hồ cả nhà. Bây giờ là 4 giờ rưỡi à, mà chưa tới chùa ha. Tại đi vô cái phố Ipoh á, rồi mình mới quanh qua, có xa lắm cả nhà. Chứ mà mình đi từ ở nhà mình đi thẳng qua chùa thì khoảng 2 tiếng là tới rồi. Cả nhà ơi, bây giờ là gần 5 giờ rưỡi chiều rồi. Ờ, cái tháp đằng đó là chùa đó cả nhà. Ở trước chùa là biển nè cả nhà. Ôi quá trời đông luôn rồi. Quá trời đông luôn. Đây ăn uống cái này bánh bánh nè. Chùa là mé trong đó. Đây chùa là ở đây nè cả nhà. Chùa rất là lớn luôn nè. Chỗ này là thờ ông Đại Bắc Công nè cả nhà. Còn chỗ kế bên nữa. Đây là trước chùa nè. Bây giờ Phương sẽ đi mua nhang. Mà lén bà. Đây mình muốn vô chùa đốt nhang mình phải mua nhang ở đây nha cả nhà. Đây là 4 đồng một bó. Đây mình bó ông xã bó. Vàng nhang mình để đây, cái giấy vàng bạc mình để đây. Mình đốt nhang xong rồi mình ra mình đốt cái giấy vàng bạc này.
caramel của tôi. Caramel của tôi đổ một hôm một hám rồi nè. Ở đây Phương, mỗi năm Phương đều đi ha, nhưng mà từ hồi dịch tới giờ Phương không có đi. Ở bên đây thì thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát với lại mẹ Cửu Thiên Quyền Nữ ha. Bây giờ Phương qua bên đây Phương lại mẹ. Đây mẹ Cửu Thiên Quyền Nữ thì tiếng Hoa gọi là Chiều Then Sẻn này cả nhà. Rồi mình đốt nhang mình lại xong rồi bây giờ mình đi vòng vòng ha cả nhà. Chùa này rộng lắm. Đây là khuôn viên của chùa nè. Bên kia là tháp ha. Đây là Di Lạc nè cả nhà, Phật Di Lạc. Khổng lồ luôn. Còn bên đây thì đường Tam Tạng. Đây là đường Tam Tạng ha, Địa Tạng Vương ta. Đẹp lắm cả nhà ơi. Bật ra ban đêm tối đèn chiếu đẹp. Bên đây thì Phúc Lộc Thọ nè. Phúc Lộc Thọ ha. Đây có 9 vị Phật nè. Vị Phật ở giữa là cõi con trâu. Ồ, cái ông cởi con trâu này là Thái Thượng Lãng Ông nè. Thái Sang Lào thằng ông nè. Thái Thượng Lãng Ông có tên hết luôn rồi cả nhà, tại mình không có biết chữ á. Có tên hết luôn mà mình không có biết chữ cả nhà, cho nên không có đọc ra được. Ở bên đó là 9 con rồng cả nhà. Cửu Long. Mập mập đi qua bển. Đây là 9 rồng nè. 9 rồng. Ôi quá trời cá luôn, cá coi quá trời luôn. Sao hình to dữ hả? Quá trời dục. Dục còn ăn không cho ăn. Ba chín rồng. Đó hết đâu cả nhà hả? Đi buổi chiều về mát cả nhà, chứ buổi sáng buổi trưa nắng vậy lắm. Tại đây không có cây gì hết trơn. Với lại nó gần biển á, rất là nóng luôn á. Còn rộng lắm cả nhà. Vô cái mình con rồng xuống 9 tầng địa ngục. Em họ kể những tội ác mà mình làm ra ở dưới. Mà Phương mệt quá cho nên là Phương không có đi nữa. Bây giờ tranh thủ đi về. Về nhà còn xa lắm. Bây giờ đi dài dài ra mình đi về ha. Giờ này mới mát mà chứ giấc trường nó nắng dữ lắm cả nhà ơi. Ở đây không có cày nắng. Đây bắn mì. Đây mua mấy cái này cho mấy nhóc ăn đây. Ở trên đây thì ở trước cửa chùa nè cả nhà. Ở trước kia là biển ha, với lại chỗ đậu xe.
Ở đây có để ba tượng Phật rất là lớn luôn, khổng lồ luôn. Cái tượng ở giữa là ông Đại Bắc Công ở cả nhà. Còn bên đây thì mẹ biển ha. Còn mé bên tay trái bên kia là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ Phương sẽ qua bên mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát để hứng cái nước cam lồ để mình rửa mặt nè, rửa tay rồi rửa tóc đồ á, để mình được mạnh khỏe ha. Chùa này rất là rộng luôn á cả nhà. Thì cũng mới có mấy năm nay thôi. Nhưng mà cái chỗ này nó còn trống lắm cả nhà ơi, không có cây cối gì hết trơn á. Trời nắng rất là nóng luôn á, tại vì nó gần biển á. Hồi trước ở trước chùa này á, có một đám cây đước luôn cả nhà, mát lắm. Mà không biết sao mấy cây đước nó dở chết hết rồi. Bây giờ Phương sẽ hứng nước để rửa tóc, rửa đầu cả nhà. Cho được mạnh khỏe. Mệt. Bây giờ về cả nhà ơi. Bây giờ là 6:40 rồi. Bây giờ về ghé đâu ăn no rồi đâu đi về nhà. Chắc về tới khuya mới tới nhà. Bây giờ Phương chuẩn bị đi về nè. Bây giờ Phương bắt đầu về nè cả nhà. Bây giờ về tới nhà chắc cũng khuya mới tới nhà cả nhà ơi. Phương cảm ơn cô chú anh chị và tất cả các bạn đã xem hết cái video của Phương nha. Nếu các bạn thấy video của Phương hay á, thì các bạn đừng quên cho Phương xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ Phương nha, để theo dõi tiếp những video mới của Phương. Bây giờ Phương xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.